Thưa quý vị, nhằm xúc tiến thương mại cho trái cây đặc sản có múi cũng như là giới thiệu các sản phẩm đặc sản làng nghề đạt chứng nhận OCOP khu vực phía Bắc. Ngày hôm nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình khai mạc lễ hội trái cây có múi Hòa Bình và sản phẩm OCOP phía Bắc 2019. Đây là dịp quảng bá các sản phẩm cây ăn quả có múi, nông sản và sản phẩm OCOP đến với đông đảo người tiêu dùng, đồng thời khẳng định mục tiêu hướng đến là nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm của các nông sản địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống dân cư nông thôn. Những trái cam tươi Việt Ghép thương hiệu Cao Phong không chỉ được bán theo cách thức thông thường. Năm nay tại lễ hội trái cây có múi của tỉnh Hòa Bình, những trái cam tươi này còn được tiêu thụ một cách đặc biệt. Bán cam thông thường thì chúng tôi tính bằng kg ạ. Và thường thì 1kg cam chúng tôi bán thì nó chỉ có giá khoảng 30.000 đồng một cân thôi ạ. Nhưng khi mà sản phẩm cam tôi đưa vào trong hộp cam quà tặng cao cấp, tất nhiên là nó phải qua rất là nhiều cái khâu sơ chế rất là khắt khe. Nhưng mà tôi bán cam ở trong hộp cam quà tặng cao cấp thì tôi không tính bằng kg mà tính bằng quả. Một hộp cam 12 quả thì tôi bán là 350.000 đồng. Bởi vì cái mục tiêu tôi hướng tới đó là tiếp cận đến những cái khách hàng có thu nhập trung và thu nhập cao cấp. Thì cái việc mà khách hàng có nguồn thu nhập như vậy thì người ta không chỉ ăn ngon nữa mà người ta cần cái hình thức cũng rất là đẹp, rất là sang trọng. Tại lễ hội năm nay, nhiều hợp tác xã nông sản Hòa Bình đã giới thiệu các sản phẩm chế biến từ chính các loại trái cây có múi đặc sản của địa phương như là mứt, rượu, xà phòng, tinh dầu. Cùng với đó là hơn 300 sản phẩm nông sản làng nghề tiềm năng đạt chứng nhận OCOP của 24 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Đến năm 2019 này chúng tôi đã có 24 sản phẩm. Thì đây là sản phẩm OCOP, là một cái sản phẩm nâng cao của cái sản phẩm ngành nông nghiệp. Thì bởi vì là chúng ta nói rất nhiều là sản phẩm sạch này, sản phẩm theo cái chương trình hữu cơ này và sản phẩm Việt Gáp này, nhưng cuối cùng của nó là OCOP, là mình xác định được cái thương hiệu. Hôm nay thông qua cái sự kiện tỉnh Hòa Bình công bố 24 sản phẩm OCOP lần đầu tiên của tỉnh Hòa Bình sau một cái thời gian hơn một năm tập trung khuyến nghị thực hiện theo các điều kiện yêu cầu của cái sản phẩm OCOP. Đây là một cái tín hiệu rất vui, chứng tỏ cái trình độ sản xuất của người nông dân chúng ta được nâng lên một bước rất là tốt. Thứ hai, thông qua đây cũng cho thấy rằng tiềm năng phát triển nông sản hàng hóa của Việt Nam, kể cả các cái nhóm sản phẩm trụ cột quốc gia, các nhóm sản phẩm cấp tỉnh và đặc biệt là nhóm nông sản đặc sản của làng xã địa phương chúng ta rất đa dạng, phong phú và dồi dào. Với quy mô 300 gian hàng, lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình và hội chợ nông nghiệp sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản thế mạnh, qua đó thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới. Sự kiện tổ chức từ ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 11 tại thành phố Hòa Bình. Trung bình 1 hecta cam đang độ tuổi sai quả như này thì là khoảng tầm 40 tấn, hơn 40 tấn 1 hecta. Còn trồng sen cái cam đường canh nữa cho thu nhập khoảng 20 tấn nữa là tổng cộng khoảng 60 tấn 1 hecta. Với giá của thị trường bây giờ nó rơi vào tầm khoảng trên 20.000 một cân thì thu nhập được khoảng 1 tỷ 1 hecta. Bưởi mấy năm nay là giá cả là 15 đến 20.000 một quả. Cây bưởi cứ bình thường, đậu quả tốt thì nó cứ cho đến 150 đến 200 quả một cây. Có những cây bưởi 5-6 năm, có những cây đến 3-4 triệu. Nên là một cây bưởi cho cái kinh tế phát triển là rất là tốt. 1 tỷ đồng lợi nhuận trên 1 hecta diện tích trồng cam hay bưởi, đó là con số thu nhập trung bình của những người nông dân nơi vùng đồi núi Hòa Bình. Không chỉ ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao để thâm canh giải vụ, giải quyết đầu ra thị trường cho trái cây của mình, gần 70% diện tích trồng cây ăn quả của bà con nơi đây đang hướng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó, hơn 1.000 hecta cam, quýt, bưởi được cấp chứng nhận Việt Gáp và dán tem truy xuất nguồn gốc trên quả và bao bì, xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong cùng nhãn hiệu tập thể bưởi đỏ Tân Lạc. Định hướng phát triển đến năm 2025 với cái diện tích trồng là khoảng trên 17.000 hecta. Trong thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã khai thác lợi thế này và đã có những sách phù hợp và cái tốc độ phát triển rất là nhanh, mang lại cái thu nhập rất cao, bình quân từ 500 đến 700 triệu đồng trên hecta. Và cái chính sách hỗ trợ của tỉnh vẫn tiếp tục hỗ trợ, nhưng chuyển hướng là từ hỗ trợ một lần sau khi mà trồng thì hiện nay tập trung sang chuyển sang hỗ trợ để nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
nếu như năm 2013, diện tích cây có múi toàn tỉnh Hòa Bình là 1.976 ha, thì đến nay đã phát triển trên 10.000 ha các giống cây ăn quả như cam, bưởi, quýt và chanh các loại, tránh việc trồng đại trà khó kiểm soát. Hòa Bình đã xây dựng thành các vùng chuyên canh tập trung như thủ phủ cam, quýt tại Cao Phong, Lạc Thủy, bưởi tại Tân Lạc, đưa các sản phẩm trái cây có múi vào hoạt động chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm vùng miền. Hiện nay thì cái diện tích cây ăn quả có múi phát triển ổn định và tập trung theo cái hướng là phát triển đi sâu vào chất lượng, đảm bảo cái an toàn thực phẩm, tiêu thụ nông sản hàng hóa, xúc tiến thương mại. Cái khâu này Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặc biệt là quan tâm. Thì trong đó cây ăn quả có múi là một trong những cái cây ăn quả chủ lực của tỉnh. Theo cái nội dung và kế hoạch xúc tiến tiêu thụ nông sản hàng hóa thì tập trung vào các nội dung như là tập huấn, thế rồi chứng nhận cái Việt Gáp, chứng nhận hữu cơ, chứng nhận an toàn thực phẩm, tham gia vào các cái lễ hội, các cái hội chợ, tem truy xuất nguồn gốc, thế rồi xây dựng các cái chuỗi sản xuất theo cái chuỗi giá trị, có cái sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Tận dụng tiềm năng khí hậu, sản xuất an toàn trái cây có múi, gắn liền với du lịch nông nghiệp trên các miệt vườn cam, bưởi, hay xây dựng chuỗi giá trị với chương trình mỗi xã một sản phẩm, có 24 sản phẩm trái cây có múi đạt chuẩn OCOP. Trên vùng đồi Hòa Bình giờ đây, những tỷ phú chân đất không còn hiếm.